một cái cành cây trị giá 5 triệu đô. Đó chính là một cái cành cây của cái cây này thôi. Và anh em sẽ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cái tác phẩm phía sau em Sơn đây là một tác phẩm gì và tại sao nó lại có giá trị kinh khủng đến như vậy. Đấy là một cái cành của cái cây này thôi nhá. Thế còn cả cái cây này thì nó như thế nào thì đây. Ngày hôm nay giới thiệu với anh em mình thì đằng sau em Sơn đây đó chính là một cái tác phẩm Thiên Địa Nhân Tụ Hợp. Và cái tác phẩm này thì sau rất là nhiều năm tháng mà được cất giữ của một gia chủ là đấy giấu tên, nhưng mà ngày hôm nay thì đã được xuất hiện ở tại một cái triển lãm tại khu vực Long Biên. Thì cái tác phẩm này thì nó có những cái điểm vô cùng hấp dẫn mà em Sơn cũng đã tìm hiểu và hiểu được một số các cái tình tiết rất đặc biệt của cái cây này. Và xin mời anh em cùng chiêm ngưỡng kỹ hơn. Thì cái cây này ấy, nó là một cái thân chính. Nó là một cái thân chính của những cái tác phẩm kinh điển ở phía trên. Một cái cây này là có thể cắt ra là được như em Sơn có nghe các nghệ nhân chia sẻ thì là cái cây này là cắt ra được 4 tác phẩm. Trong đấy thì có 3 tác phẩm là ở trên ngọn, là một tác phẩm là cành của cái cây này thôi. Và cái cành đấy chính là cái tác phẩm Đình Đám cách đây khoảng 2 năm. Đó chính là tác phẩm Tiên Lão Giáng Trần. Và cũng đã được rất nhiều anh em là cũng chia sẻ rằng là được định giá là 5 triệu đô, là rơi khoảng hơn 100 tỷ đồng. Đấy là chỉ một cái cành thôi. Vậy thì cả một cái thân gốc chính to như thế này thì theo các bác thì được định giá như thế nào ạ? Chúng ta sẽ được quy đổi ra biệt thự hay là quy đổi ra ô tô hay quy đổi ra cái gì? Anh em mới thử quy đổi ra ở dưới bình luận cho em Sơn cái nhá. Thì cái tác phẩm này nó có điều gì đặc biệt và tại sao nó lại thu hút rất nhiều những anh em ở trong giới chơi cây cảnh ở toàn quốc tụ họp về để ngày hôm nay có thể chứng kiến ở đây? Thì nó có những điểm đặc biệt sau đây. Thứ nhất ý, đó chính là về cái độ cổ kính của nó. Cái cây này thì như theo em Sơn tìm hiểu được biết thì tuổi đời của nó cũng phải trên 200 năm tuổi và được xuất thân là từ một cái nhà thờ tổ ở tỉnh Ninh Bình. Và hơn nữa thì anh em mình có thể thấy rằng là trong cái hốc cây này, trong cái thân cây này là cả một cái hòn non bộ, và nó đủ cái thời gian để mà bao phủ và trùm lên cả một cái hòn non bộ. Thì anh em biết rằng là nó mất rất nhiều cái thời gian để có thể phủ lên được cả một cái hòn non bộ nó to như vậy. Và cái đường kính của cái cây này thì vị trí là như em Sơn Áng đây, nó rơi vào khoảng khoảng mét rưỡi 1m6, mà chỉ là cái đường kính của một cái thân cây. Thì anh em mình biết rằng là cái thời gian để sinh trưởng nó rất là lâu lắm. Và để một cái tiêu chí quan trọng nhất trong cái việc đánh giá về một cái cây bonsai nó đẹp hay không ấy, thì đó chính là về cái sự cổ kính, cái sự lâu đời của nó. Cái thứ hai nữa đó chính là anh em mình có thể thấy rằng là một cái cây nếu như mà cái tuổi đời nó ít ấy, thì những cái bệ ra rồi những cái thân của nó ấy, nó sẽ có cái độ phẳng phiu và nhẫn nhụi hơn rất là nhiều. Nhưng mà đây là anh em mình có thể chiêm ngưỡng thấy rằng là những cái phần u nu sụn rồi những cái cục u bìu nó sùi, nó sần sùi ra. Nó chứng tỏ là đây là những cái màu, cái thời gian nó rất là lâu năm. Và đây chính là những cái vẻ đẹp rất là tinh quái của một trong những cái tác phẩm phải nói là kinh điển trong ngày hôm nay. Và một điều đặc biệt ở đây anh em mình có thể thấy đây là những cái hốc này. Những cái phần ôm đá tự nhiên mà sau nhiều năm tháng những cái phần rễ của cây nó phủ ra và nó ôm trọn những cái phiến đá của cái hòn non bộ từ lâu năm ngày xưa. Đấy, và ở bên trong đây nó có những cái hòn non bộ ở bên trong đây nữa mà chúng ta không thể nhìn thấy được nữa bởi vì nó quá nhiều năm tháng nó phủ ở lên rồi. Và đây là mặt trước ấy nhá. Còn nếu anh em mình quan sát thêm một chút vòng quanh của cái cây Thiên Địa Nhân tụ hợp này thì anh em mình sẽ thấy rằng đây ở phần bên ria đây anh em cũng thấy đây ạ, đây là một cái tảng đá cũng khá là to đây. Đấy mà nó đã bao phủ gần như là kín cái tảng đá này rồi. Cả phía bao phủ được 3 chiều rồi, còn đúng chiều sườn này để lộ ra một chút cái phần đá ở đây. Thì anh em chúng ta cũng có thể thấy được rằng là cái cây này nó kỳ quái mức độ như nào. Khi mà đưa cái cây Thiên Địa Nhân Tụ Hợp này ra đây để triển lãm thì em Sơn có ngắm ở tại vườn. Nhưng mà đúng là ngắm ở tại vườn nó chưa hết được cái vẻ hùng vĩ của cái cây này. Và khi mà ở cả một không gian rộng lớn trong cái buổi triển lãm ngày hôm nay, được chứng kiến và chiêm ngưỡng rất nhiều các cây cảnh đẹp từ khắp các nhà vườn khác nhau, chúng ta mới có thể thấy được cái độ khủng khiếp của cái cây Thiên Địa Nhân Tụ Hợp này nó như thế nào. Phía đằng sau đây anh em có thể hình dung rõ hơn là cái hòn non bộ của anh em mình nó xuyên từ đằng trước ra đằng sau như thế nào. Đây là những cái phiến đá đấy, được những cái rễ lâu năm nó luồn lách qua những cái khe, nó bao phủ trọn, nó ôm chặt lấy nhau, nó hòa quyện với nhau. Thế nên là cái tác phẩm này nó có cái tên là Thiên Địa Nhân Tụ Hợp, nó có ý nghĩa của nó đúng không ạ? Và hơn nữa thì những cái tay, những cái cành rồi những cái cây tử nó cũng thể hiện cái bonsai. Anh em mình ngắm ở đây cả đằng trước như cả đằng sau, nhưng nó có cái sự tỷ lệ cân đối mà hài hòa rất là tuyệt vời. Nhưng mà có một cái điều này em sẽ phải chia sẻ anh em mình này. Bữa trước thì em cũng có được chia sẻ bởi anh Vinh là chủ của cái cây này, thì cũng có nói rằng là nếu như mà cái cây này để mà đạt cái độ chín của nó thì phải rơi vào khoảng 20 đến 30 năm nữa mới đạt độ chín của nó. Vì sao ạ?
thì bởi vì cái thân này nó quá là già và nó to, nhưng mà các cái tành cành, các cái tán của nó vẫn chưa đủ cái độ to để nó hài hòa và hợp với lại cái phần thân này. Chính vì thế cho nên là cái điểm mà để mà thích hợp nhất để mà cái cây này nó đạt được cái vẻ đẹp tuyệt đối đó chính là khoảng 20 đến 30 năm nữa. Và khi mà em Sơn nghe thì cái từ 20-30 năm em Sơn mới thấy được là những người mà ở chơi cây, những người làm cây và những người sở hữu những cây như này phải nói rằng là cái nội tại bên trong của người ta là người mà cực kỳ phải kiên nhẫn. Và tại sao mà đúng là chơi cây dưỡng tâm là như thế, nó khiến con người ta không thể vội vàng, không thể vồ vập được và bình tâm hơn, đúng không ạ? Và qua đấy thì giúp cho cuộc sống chúng ta cảm thấy nó an yên tự tại hơn rất là nhiều. Và một cái cây thiên địa nhân tụ hợp có giá trị khủng khiếp như thế này thì anh em có thể định giá cái cây này như thế nào khi mà sau khi mà anh em được quan sát kỹ càng hơn về cái tác phẩm kinh điển ngày hôm nay. Anh em có thể comment ở phía dưới nha.